không được. Đấy là một của anh như này không đến. Xin chào mọi người nha, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại có mặt tại bên tỉnh mọi người ạ, cái quán bún chả của Lan Sinh mọi người ạ. Quán bún chả rất là đông. Đây. Mình sẽ vào xem quay xem cái này. Ừ. Quán buổi trưa, cái tầm này buổi trưa đông lắm mọi người ạ. Đông khách nhỉ, chỉ có mệt anh thôi anh ạ. Nướng qua là nhiều luôn mọi người ạ. Đông, rất là đông khách. Cái này vẫn ship mọi nơi đó chị nhỉ? Đấy à, mọi người thích ăn cái gì cứ ship, có số điện thoại, có địa chỉ đây rồi mọi người ạ. Cứ ship đến đây đi khắp nơi luôn. Bún chả rất là ngon. Chả miếng, chả tròn, nó nhiều, ngon lắm. Cứ nướng như này liên tục luôn mọi người ạ. Rất là đông. Của em 70k. Nào, ra giải quyết nấm cho chị Lan 7 đi nào. Này em này. Ừ. Đây. Đây. Alo. Cho cao điểm lên 4. Em ơi lấy hộp chín cho chồng nào. Đấy, hành đã lồng xong đúng chưa? Đây là lồng đi để cho chị về trước á. Cái đây của chị đây. Hai lẫn xong thêm một cốc riêng mía. Gói chung của chị. Để gói đi để. À, khách rất là đông mọi người, cái tầm trưa như này ở đấy, tầng 1 này là cũng là đông rồi, trên kia còn tầng 2, tầng 3 nữa mọi người ạ. 2 3 tầng rất đông hết. Rất là đông. Thank you.
Đây là nước chấm mọi người ạ. Đây là nước chấm chả đấy mọi người. Chả với bún, nước chấm rất là ngon. Mình có được ăn ở đây mấy lần rồi, rất là ngon. Hôm nay ra đây review cho mọi người biết thêm mọi người. Đây người mà cứ làm liên khúc liên khúc mọi người ạ. Đông quá, tầm giờ mà giờ trưa. Sẽ cho thêm ớt nha mọi người nha. Xuống đây. Đông quá. Quán rất là đông, mình chờ bao nhiêu lâu mới được ăn đấy mọi người ạ. Còn cái này mình được ăn ở đây thì là không ấy thì mình ăn, mình thích cho một tí nước mắm xuống mọi người ạ. Đây là nước mắm này. Mình thích cho một tí nước mắm xuống để trộn. Bây giờ mình sẽ thử những chả trước đây mọi người này. Thơm, thơm ngon này. Cái này mình cho bún xuống mọi người ạ. Đây là chả miếng này mọi người này, chả miếng. Thơm ngon lắm. Đây là ba chỉ nha mọi người nha. Ba chỉ nướng này. Ngon quá. Thank you.
Thank you.